may mắn và bất hạnh trong cuộc sống. Từ thuở hồng hoang, con người đã luôn trăn trở về những điều may mắn và bất hạnh trong cuộc sống. Niềm vui sướng khi gặp may mắn và nỗi buồn phiền khi gặp bất hạnh là những cảm xúc tự nhiên của con người. Chúng ta hãy thử cùng khám phá những khía cạnh khác nhau của vấn đề này, từ đó giúp hiểu rõ hơn về bản chất của may mắn và bất hạnh, đồng thời định hướng cách ứng xử phù hợp trước những biến cố của cuộc đời. Cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc, nơi mà chúng ta trải qua những trạng thái đối lập của may mắn và bất hạnh. Cảm giác được may mắn như một cơn gió nhẹ lay động tâm hồn, trong khi bất hạnh giống như một cơn mưa dày đặc, làm u ám bức tranh cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người đều có những lúc may mắn và những lúc bất hạnh. Những lúc may mắn, chúng ta có thể gặp được những điều tốt đẹp, những cơ hội, những người bạn, những niềm vui. Những lúc bất hạnh, chúng ta có thể gặp được những khó khăn, những thử thách, những kẻ thù, những nỗi buồn. Vậy, may mắn và bất hạnh trong cuộc sống là gì? Chúng có nguồn gốc từ đâu? Và làm thế nào để đối diện với chúng? May mắn và bất hạnh trong cuộc sống là những sự kiện, hiện tượng hoặc trạng thái mà chúng ta gặp phải trong quá trình sống. Chúng có thể là những điều mong muốn hoặc không mong muốn, những điều dễ dàng hoặc khó khăn, những điều vui vẻ hoặc buồn bã. Chúng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, tài chính, năm của chúng ta. Chúng có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hoặc khổ đau, thành công hoặc thất bại, sung sướng hoặc khốn khổ. May mắn thường đến bất ngờ, như một chiếc lá rơi nhẹ xuống lòng bàn tay chúng ta. Đôi khi, chúng ta được nhận những cơ hội lớn nhỏ, từ việc gặp được một người mới, có cơ hội nghề nghiệp, đến những khoảnh khắc đơn giản như một bữa tối gia đình ấm cúng. Những trải nghiệm may mắn này tạo ra niềm vui, sự hứng khởi và thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, cuộc sống cũng đầy rẫy những thử thách đau khổ. Bất hạnh có thể đến như một cơn bão bất ngờ, làm đảo lộn mọi kế hoạch và hy vọng. Có những lúc chúng ta mất đi người thân yêu, công việc hoặc đối mặt với những thất bại không ngờ. Những khoảnh khắc như vậy đem lại đau khổ, sự tuyệt vọng và thậm chí là sự hoài nghi vào ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuộc sống, may mắn và bất hạnh thường xuyên hiện diện cùng nhau như hai chiều của một đồng xu. Đôi khi, người ta nói sau mỗi cơn mưa là bầu trời xanh, nhấn mạnh rằng sau mỗi thời kỳ khó khăn là cơ hội cho sự phục hồi và phát triển. Sự hiểu biết về giá trị của bất hạnh có thể là một nguồn động viên mạnh mẽ, khiến cho những thời kỳ khó khăn trở thành bước nảy giọt cho sự trưởng thành cá nhân. Ngoài ra, khả năng đối mặt với may mắn và bất hạnh cũng phản ánh tính cách và sự mạnh mẽ của chúng ta. Sự lạc quan, lòng kiên nhẫn và khả năng học hỏi từ những trải nghiệm tiêu cực có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Ngược lại, sự đau khổ không kiểm soát và việc không thể vượt qua được nó có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng tâm lý. May mắn và bất hạnh không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn là của cộng đồng và xã hội. Những người may mắn thường có trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, tạo ra một xã hội công bằng và đồng lòng. Sự chia sẻ may mắn không chỉ là hành động tốt, mà còn là một cách để tăng cường ý nghĩa của cuộc sống và tạo ra sự kết nối giữa mọi người. Để giải thích các mâu thuẫn trên, người đời thường dựa vào một số quan điểm sau để giải thích nguyên nhân. Nhân quả là quy luật vô biên của vũ trụ, cho rằng mọi hành động đều có hậu quả, mọi nguyên nhân đều có kết quả. Nhân quả giải thích rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống là do những hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta trong quá khứ gây ra. Nếu chúng ta làm điều thiện, nói lời lành và nghĩ điều tốt, chúng ta sẽ gặp được may mắn. Nếu chúng ta làm điều ác, nói lời dữ và nghĩ điều xấu, chúng ta sẽ gặp được bất hạnh. Nhân quả cũng cho rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống có thể được thay đổi bằng cách thay đổi những hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Vận mệnh là quyết định của Thượng Đế, cho rằng mọi sự việc đều đã được an bài trước, mọi người đều có số phận riêng. Vận mệnh giải thích rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống là do sự sắp đặt của Thượng Đế, không phụ thuộc vào ý chí hay nỗ lực của chúng ta. Nếu chúng ta có số phận tốt, chúng ta sẽ gặp được may mắn. Nếu chúng ta có số phận xấu, chúng ta sẽ gặp được bất hạnh. Vận mệnh cũng cho rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống không thể được thay đổi, mà chỉ có thể được chấp nhận và tuân theo. Cơ duyên là sự hợp nhau của nhiều yếu tố, cho rằng mọi sự việc đều có ngẫu nhiên, mọi người đều có cơ hội. Cơ duyên giải thích rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như thời gian, địa điểm, môi trường, con người. Nếu chúng ta gặp được những yếu tố thuận lợi,
chúng ta sẽ gặp được may mắn. Nếu chúng ta gặp được những yếu tố bất lợi, chúng ta sẽ gặp được bất hạnh. Cơ duyên cũng cho rằng may mắn và bất hạnh trong cuộc sống có thể được thay đổi bằng cách tận dụng những cơ hội và tránh những rủi ro. Làm thế nào để gặp nhiều may mắn và tránh xa bất hạnh? Dưới đây là một số cách giúp bạn gặp nhiều may mắn và tránh xa bất hạnh. Gieo những nhân lành, hãy sống một cuộc sống tử tế, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Khi bạn gieo những nhân lành, bạn sẽ gặt hái những quả tốt, hay nói cách khác, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tận dụng cơ hội, khi cơ hội đến, hãy nắm bắt lấy nó. Đừng để cơ hội vụt mất vì sự do dự hay thiếu quyết đoán của bạn. May mắn và bất hạnh là hai mặt của cùng một vấn đề. Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn may mắn và bất hạnh, nhưng chúng ta có thể tạo ra những điều kiện tốt đẹp cho bản thân để gặp nhiều may mắn hơn và tránh xa bất hạnh. Hãy sống một cuộc sống tử tế, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, không ngừng nỗ lực, cố gắng, bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Tóm lại, cuộc sống là một hành trình đầy những thăng trầm, may mắn và bất hạnh nằm xen kẽ nhau như những sợi chỉ màu đang trắng của bức tranh. Sự đối mặt tích cực với những biến cố này có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và sáng tạo hơn trong cuộc sống. Chúng ta nên học cách đánh giá, chấp nhận mọi trạng thái, vì chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của cuộc sống.